Công ty trách nhiệm hữu hạn Bình Minh xin kính chào quý khách. Như bà con đã biết, trên thị trường hiện nay thì dầu lạc, dầu đậu nành được ưa chuộng rất là nhiều và rất là tốt cho sức khỏe. Thấu hiểu được nhu cầu đó, nên công ty trách nhiệm hữu hạn Bình Minh không ngừng nỗ lực cố gắng cho ra đời dòng siêu phẩm máy ép dầu đa năng. Máy có thể ép được những loại nguyên liệu như là hạt mắc ca, đậu nành, lạc, vừng, mù u, gốc, đậu tương, hạnh nhân hay là dừa. Ở đây ta có sẵn nguyên liệu đó là đậu nành và lạc. Sau đây, Thu Hoa sẽ hướng dẫn bà con về cách sử dụng máy. Bước 1, bật công tắc nguồn. Bước 2, đó là chỉnh đồng hồ nhiệt. Khi mà nhiệt độ đã đạt từ 180 đến 200 độ thì ta bắt đầu bật công tắc khởi động. Và ở đây có đồng hồ vôn kế giúp kiểm tra nguồn điện ổn định và đèn báo khi máy hoạt động và khi máy tắt. Bước 3, ta đưa từ từ nguyên liệu vào. Khi thấy bắt đầu ra dầu thì cho nguyên liệu ngập nửa toa. Sau đó, ta nới tay khóa trong và xoay dần từ từ tay khóa ngoài vào đến khi ra được nhiều dầu và bã ra mỏng thì ta khóa cố định hai tay khóa. Đặc biệt, máy có bộ phận sinh nhiệt nên nguyên liệu không cần phải rang qua, ngoại trừ với đậu tương thì nên rang tái để đạt được nhiều dầu nhất. Máy ép dầu đa năng cho năng suất từ 20 đến 25kg trên giờ. Sử dụng động cơ 1,5kW và nguồn điện gia đình 220V. Chú ý, ta nên lấy bã lạc xem có mùi thơm tương tự như là lạc rang chín là đủ nhiệt độ. Nếu nhiệt độ thấp, bã sẽ có mùi như lạc sống. Hơi tanh, cần thêm nhiệt độ thì dầu ép ra sẽ ít cặn hơn, trong và vàng hơn. Máy hoạt động dựa trên chuyển động cơ học của trục xoắn. Nguyên liệu từ phễu nạp chuyển động chạy xuống thân máy. Tại đây, trục xoắn quay tròn tạo thể tích rỗng với lòng ép ống trụ nghiền ép nguyên liệu. Bộ phận gia nhiệt và khoang ép làm việc sinh nhiệt làm chín dầu. Hệ thống tay khóa tiện lợi. Tay khóa trong cố định trục ép. Tay khóa ngoài dùng để điều chỉnh trục ép giúp người dùng ép kiệt được nguyên liệu. Máy được cải tiến với thiết kế nhỏ gọn hơn cùng với 4 bánh xe dễ dàng di chuyển. Với hệ thống xử lý nhiệt hiện đại cùng với bảng điều khiển thông minh giúp việc sử dụng trở nên dễ dàng hơn. Tỷ lệ ép kiệt dầu từ nguyên liệu lên tới 97%, tránh lãng phí nguyên liệu. Ngoài ra, bã nguyên liệu sau khi ép có thể sử dụng làm thức ăn trong chăn nuôi, như có thể dùng máy ép cám viên, ép bã lạc thành thức ăn dinh dưỡng cho vật nuôi. Máy được thiết kế với hai cửa xả riêng biệt, một cửa xả ra dầu và một cửa xả ra bã. Các bộ phận nghiền ép được chế tạo hoàn toàn bằng chất liệu thép, mạ chrome chống rỉ, đảm bảo được vệ sinh an toàn thực phẩm, lại dễ dàng vệ sinh sau khi sử dụng. Và trong dây chuyền sản xuất dầu thì máy lọc dầu đóng vai trò vô cùng quan trọng, giúp cho bà con có thể tiết kiệm được thời gian trong quá trình lọc dầu, giúp tăng năng suất, bảo đảm dầu lọc ra đạt hiệu quả chất lượng cao, có màu vàng óng. Máy được thiết kế với buồng làm việc rộng rãi, ngăn đôi bằng mặt sàng lỗ và vải lọc. Nắp nồi được trang bị 6 van khóa, siết chặt giữ cho nắp được đậy kín, ngăn không cho không khí lưu thông trong và ngoài khoang. Máy lọc dầu hoạt động dựa trên nguyên lý nén khí, tăng áp suất lên bề mặt và đẩy dầu sạch qua lưới lọc đi ra ngoài cửa xả. Việc này giúp lọc sạch được những cặn bã, giúp cho dầu ra đảm bảo được màu sắc vàng óng và trong. Máy lọc dầu sử dụng dòng điện gia đình 220V cho năng suất 8-10 lít trên giờ. Máy được thiết kế nhỏ gọn, dễ dàng di chuyển như 4 bánh xe. Hệ thống lọc khí nén giúp máy lọc nhanh, tiết kiệm được thời gian và nhân công. Khi sử dụng máy ép, sản lượng dầu ra rất nhiều, nhưng muốn lọc bỏ hết tạp chất thì cần sử dụng đến máy lọc dầu. Như vậy, sản phẩm dầu ra sẽ đảm bảo được chất lượng đối với người sử dụng. Dầu sau khi lọc có thể đưa vào để chế biến thức ăn. Quan trọng hơn, dầu khi lọc sẽ không bị khét, cũng như là cháy đen giống như những loại dầu đang bán trên thị trường. Bằng những kinh nghiệm và bề dày hoạt động lên đến 30 năm, công ty trách nhiệm hữu hạn Bình Minh cam kết đem lại những sản phẩm tốt nhất và chất lượng nhất. Với đội ngũ kỹ thuật có chuyên môn cao, bộ phận chăm sóc khách hàng nhiệt tình, chu đáo,
Sự hài lòng của khách hàng là thành công lớn nhất của chúng tôi. Mọi thắc mắc hãy liên hệ ngay 0911 754422 hoặc 0941 724466. Máy được sản xuất trực tiếp tại xưởng, bảo hành lên đến 6 tháng. Công ty trách nhiệm hữu hạn Bình Minh cam kết đem lại những sản phẩm tốt nhất và chất lượng nhất. Thu Hoa xin chân thành cảm ơn, chúc bà con là an tấn tới. Hẹn gặp lại bà con ở những clip sau.